tự nói nha. Ừ. Rồi bây giờ con dẫn các bác đi tới một cái lăng Nguyễn Hữu Hào. Thì xin thưa bác, các bác biết lăng Nguyễn Hữu Hào này đây là song thân của Nam Thương Hoàng hậu. Ôi cha. Ủa đây nó chỉ lặn sàn ngầu hết chứ bác ơi. Xin thưa. Con có chồng cho ba. Ông giáo sư Google nào cũng chỉ con đi vòng cái đã ghê quá. Thôi thôi được rồi, được rồi, mẹ chỉ còn nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ mình phải tìm cách để mình đi ra con đường Hoàng Diệu. Ghê á. Đây đây có con đường nhỏ nè, có xe ta đi nè. Trời ơi, nó chỉ con đường hẻm nhỏ nhỏ không vậy ta? Con đường nó đường cục nha, con đường nhỏ rồi còn đường dốc nữa. Trời ơi trời ơi. Ui cha, trời ơi mẹ quay cái dốc kìa. Ôi ôi các bác xem kìa. Rồi mình ra tới đây là con đường Hoàng Diệu nào bác. Ôi da. Ở đây có một cái đình Mỹ Thành. Rồi bây giờ con sẽ rẽ qua con đường này là đường Đặng Đi Thùy Trâm. Đường này là đường bác sĩ Đặng Thùy Trâm đó bác. Ui sao. Rồi con đường này đường Đặng Thùy Trâm. Ở đây có một cái cây cầu nữa bác. Cầu này gọi là cầu Mạc Đỉnh Chi. Trời ơi đây là một trong những cây cầu hiếm hoi mà con thấy có tên cầu. Rồi con rẽ phải. Ồ đây là cái suối Cam Ly nè bác. À. Xin thưa bác, con đang đi ở dọc theo cái bờ suối Cam Ly nè bác. À, các bác có nghe chân Cam Ly không? Đó. Con đường này là dẫn chúng ta đi vô lăng Nguyễn Hữu Hào. Ê,
Ok. Đó, cái dòng suối Cam Ly á bên tay phải đó nè bác. Trời bắt đầu nó đang chuyển mưa luôn nè. Suối Cam Ly. Con đang đi dọc theo cái bờ suối Cam Ly. Và trời bắt đầu giờ nó đang chuyển mây vần vũ. Con giữ yên cái máy để bà coi nha. Ở đây có cái cầu nè bác. Ô cái cầu này, cái cầu bắc qua dòng suối Cam Ly nè, cái cầu bằng sắt này quá. Ô hay ghê không? Rồi giờ con lên đây. Đó, đây là thác Cam Ly. Xin thưa bác, đây là tới cái thác Cam Ly rồi đây. Hồi nhỏ con cũng đi cái thác Cam Ly này nè. Con đường này xin hứa bác, đây là con đường Hoàng Văn Thụ. Thấy chưa? Thấy thác Cam Ly chưa? Thấy được một nửa à, chưa thấy được. Giờ nhỏ đi. Cái nhà này che hết trơn rồi. Rồi chết rồi, mưa rồi. Mưa rồi. Xin hứa bác, mưa rồi, chết rồi. Hôm nay mình lại tắm mưa nữa. Đi thẳng là nghĩa trang liệt sĩ 800 m nè. Còn đi quẹo tay phải này mình đi về xã Tà Nung. 16 cây số nữa chúng ta sẽ tới xã Tà Nung. Rồi làng hoa Vạn Thành là ở đây nè bác. Đó. Xin thưa các bác, chúng ta sắp sửa tới lăng Nguyễn Hữu Hào rồi. Hoàng Văn Thụ. Như vậy là lăng Nguyễn Hữu Hào là nằm ngay trên cái đỉnh tháp, cái đầu suối tháp Cam Ly. Nằm ngay đây nè. Chết rồi, nhưng mà giờ mình đâu có lên được hả ta? Ở đây là ngay một cái đèo luôn rồi. Đèo gì ba? Ủa về lăng Nguyễn Hữu Hào ở đâu? Xin thưa bác, con tới đây rồi, cái điểm tới đây là nó hết rồi. Nhưng mà con không thấy cái lăng Nguyễn Hữu Hào đâu hết. Tới đây nè. Con chó nó cắn anh hai rồi đó con. Con cầm máy đàng hoàng cho bác coi. Đâu? Rồi thôi con, giờ con quay về trường nội trú nha bác. Ở đây lăng Hoàng Hữu Hào con kiếm không ra mà. Đây, ở ngoài kia nó chạy hết đường này ra ngoài đi. Ấy, mày lấy con chó nữa rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Lăng Hữu Nguyễn Hữu Hào này thời vua chúa Nguyễn mà. Là ba mẹ của hoàng hậu Nam Phương á. Ở đây là cái con đỉnh đèo hả ba? Nó giống như một cái đèo rồi đó.
Rồi đó 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 đúng rồi, nhưng mà bây giờ làm sao lên đây? Không phải trước. Đúng rồi đó các bác, đây nè, bên đây phải còn đây là lăng Nguyễn Hữu Hào nè, là ba mẹ của Hoàng hậu Nam Phương, bên đây phải còn đây. Khoan, xe hơi làm sao? Ở à, đây. À. Rồi mẹ đi vô mày quay đi. Ba bây giờ đó ba nha. Đi vòng cũng được, vô thôi ra. Rồi. À. Mẹ sợ mà. Ủa sao tới lại xuống trăm lên vậy? À. Con cầm cái máy đàng hoàng nghiến hẳn đây. Bấm vô chữ về giữa. Ba cái giúp ba. Bấm vô chữ về giữa. Rồi ok. Giữ nguyên cái máy cho ba. Con ba đang chạy xe đừng có đố. Con đường này đường An Tôn. Rồi ngay cái dòng thác Cam Ly luôn. À. Cầm cái máy thẳng cho ba. Quá wow, mưa lất phất rồi các bác ơi. Rồi con đang đi trên con đường này, đường Hoàng Văn Thụ nè bác. Rồi bây giờ con quẹo vô đây, con đường này là con đường Thiên Ý. À, Thiện Ý, rồi đây là đường Huyền Chân Trong Chúa. Ở đây có một cộng đoàn lâm viên của Hội đồng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Hội đồng Mến Thánh Giá Khiết Tâm này con nghe quen quen quá, giống như bên Thủ Thiêm ghê quá. Ở bên Thủ Thiêm cũng có một cái hội đồng Mến Thánh Giá. Wow, lớn lắm nha quá. Cái chỗ này bự lắm, nguyên một quả đồi luôn. Có trường gọi là trường Nội Chú. À đây có một cái trường này bác. Đây là một cái trường trường phổ thông dân tộc Nội Chú tỉnh Lâm Đồng. Hình như đâu có vô vào được hả? À có bảo vệ các cổng rồi. Xin thưa bác, đây là cái trường này nhưng mà con không có vô được.
Cái cổng trường của người ta không phận sự khuôn viên tu viện, không phận sự miễn vào, rồi có lắp camera nữa. Thành thử ra chỉ quay sơ sơ cho các bác vậy thôi. Bây giờ con quay đầu lại. Bây giờ con sẽ về khách sạn để con trả phòng. Rồi con mời các bác tiếp tục với con đi qua khu chợ Đà Lạt. Khách sạn 5 sao con. Có con mình... không biết nữa, mình đi vô thử mình ăn mình mới biết ngon hay không ngon. Có luôn. Sống quên nó phê chỗ mình đó hả? Không biết, ba chưa ăn ba không biết. Ba đoán đúng không? Ba đoán thôi. Rồi. Hả? Mẹ đặt tên cho con đường. Nhà nước không? Chính phủ. Chính phủ là mấy người quản lý đó, quản lý. Ủa, quản lý nhà giàu hả? Quản lý nhà giàu. Rồi con đường này đường Hoàng Văn Thụ nữa bác. Ở đây có một cái ngôi chợ bác. Con thấy đây có một cái ngôi chợ. Đậu xe cũng quá trời nè, cho nên có cảnh sát ra dọn dẹp nè. Điều hành. Không phải, đây một cái tiệm cơm tấm Thành Nhân, thấy ăn đông quá. Đưa máy cho bà cô Viu Lam. Con cầm cái máy bên tay trái con đi, ba mới coi được. Ba hết mưa rồi. Con đang đi con đường này là đường Hoàng Văn Thụ nha bác. Con mà ở đây thêm vài ba ngày nữa là Đà Lạt này là con nắm trong lòng bàn tay luôn á. Bây giờ tới đây là những cái con đường này đường mới không à, hầu như là, cho nên con không có biết. Nhưng mà chỉ cần đi vài ba lần nữa là chắc sẽ rành để biết. Không biết khách sạn này thấy quen quen quá mẹ. Con đường này đường Trần Lê. Đường 3 tháng 2 nè. Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt nè. Ủa vậy là cái trường nội trú Tân Bình với Hát Cam Ly nó gần cái chỗ mình ở luôn nè. Trường cao đẳng nghề Đà Lạt nè. Kìa Sài Gòn Đà Lạt đó nhớ không? Cái hồ nước nè. Rồi tới đây con biết đường rồi các bác ơi. Biết thiệt. Rồi em tắt Google đi. Không cần ông giáo sư này nữa, ba biết rồi. Thì ra là cái cộng đồng mới đánh giá nó nằm gần xịt kế bên mình mà bữa giờ mình không biết. Còn bên tay trái này là nhà thờ Thánh Tâm nè. Mới đi đó. Gần xịt ra. Để mà đi nữa tới là hồ chưa tới. Thôi vậy là xin thưa bác, lần sau mà con đi nữa là con nhớ rồi đó. Lần này con đi con không có rành đường cho nên con không có kể mấy cái điểm mà điểm này điểm này điểm nào, thì các bác chỉ giúp con nha. Rồi lần sau con nhớ con sẽ chỉ giúp các bác. Con sẽ kể cho bác nghe. Đúng rồi, mình đổi xe mới coi, để lần sau ba đổi xe mới. Cái này nó nhỏ quá, mình đi 4 người không có đủ. Đúng rồi, đi 3 người mới đủ rồi, có chút ác à. Đây trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Đường Lê Hồng Phong này, đi vô Vinh Ba nè, để con chở đi luôn. Vinh Ba có ông Bảo Đại đây nè bác, quẹo đường Lê Hồng Phong này nè, để sẵn đây con đi luôn. Qua giờ chưa đi Vinh Ba nè.
Ở trường mầm non Anh Đào. À, đây là đường Huỳnh Thúc Kháng nè. À, con đang đi trên con đường này, đường Lê Hồng Phong. Con đang đi đường này là để đi lên cái con đường Triệu Việt Vương á bác, để mình đi về ở đây hình như là có một cái nhà máy điện hạt nhân đó bác, con nhớ là như vậy. Nếu con nhớ không lầm, ở đây có một cái nhà máy điện hạt nhân nằm ngay chỗ gần Vinh Ba. Trung tâm y khoa Pasteur nè. Đây con đường Triệu Việt Vương nè bác. Vẹo đây. 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 Đúng rồi. Xin thưa các bác, đây con đường lên Vinh Ba đây. Hồi xưa là con ở ngay chỗ cái biệt thự Bích Đào ở đâu đây nè. Ba, ngay cái này có cái biệt thự Duy Long đó mà. À, đâu rồi. Đây, con đường Triệu Việt Vương. Hồi đó con ở biệt thự Bích Đào ở trên đây nè. À, xin thưa bác, đây là Vinh Ba. Đó. Lối vào nơi đây bên tay phải này như cái khu bán đồ lưu niệm. Ủa ba, mình không đi giá phòng hả? Giờ ba về nè, ba về cho. Giá vé để mình đi vào là 20.000, 40.000. Đi vào gì ba? Đi vào tham quan á. Ủa ba không trả phòng hả? Thì giờ mình về trả phòng nè. Đó, Vinh Ba. Trong đây á là con mà vô con có mặc được đồ vua nè, đồ hoàng, đồ công chúa nè, đồ hoàng tử. Con mặc đồ công chúa. Thì con mặc đồ hoàng tử. Có đồ con khổ không? Không. Đồ nào cũng có hả? Dạ. Có hồ bơi không? Có luôn. Yeah. Hồi đó bà ở cái khách sạn, cái biệt thự Bích Đào đâu đây nè, tự nhiên giờ quên mất tiêu rồi. Con muốn ở lại hả? Con đường lên. À đây đây đây, biệt thự Bích Đào nè. Đâu? Nè đó đó, bên tay trái nè. Ở hồi xưa là ba lên Đà Lạt là ba ở ngay chỗ biệt thự này nè. Cái phòng ngay góc này luôn nè. À. Khách sạn này bên phía sau à? Không, cái này nó giống như cái homestay gì đó. À, đúng rồi. À, bây giờ nó đổi khác quá, ba nhận không ra luôn. Đó, hồi xưa là ngay cái góc này nè. Ủa ba, ở cái này có khách sạn thử chưa ba? Ui trời. Đó, hồi xưa bà ở Bích Đào đó đó. Mình nói định hỏi ba luôn á. Mình định hỏi ba. Ba Bích Đào là cái gì? Cái tên coi. Biệt thự Bích Đào. Lộ. Nằm ngay Vinh Ba. Mình nói con định hỏi ba. Rồi con đường này là con đường Triệu Việt Vương nè bác. Biệt thự nè. Biệt thự. À, rất là đẹp nha bác, con đường Triệu Việt Vương này đẹp lắm. À. Thì mình đang đi lên núi mà. Đó, ngắm xuống, ngắm xuống. Đó, này nè, đó. Cái chủ yếu bà đi đây nè. Cái Vinh Ba nó đẹp là đẹp ở đây nè. Mình ngắm được cái toàn cảnh thành phố Đà Lạt nè. Đó, con nhìn bên tay trái rồi kìa. Đó, thấy nhà đẹp không? Thấy núi không?
thấy cái đỉnh Lăng Bi An không? Cái bên tay trái đó có cái đỉnh Lăng Bi An á. Đó. Đó. Thấy cái nhà thờ con gà của mình không? Nè, nhìn bên tay phải, à, bên tay trái. À, bây giờ có nhà nó che hết rồi. À, nhằm ngay góc xéo xéo rồi nè. Để lát nữa hết cái chỗ đi rồi ba dừng lại ba cho coi. À, cái Vinh Ba này là nằm ở trên đó đó, đó thấy không? Đang trên dốc sao dừng được. Đó, ngay Vinh Ba này là nằm ngay trên đỉnh của Đà Lạt luôn. Cho nên hồi xưa là chỗ nào mà vua chúa ở là nơi đó là đó 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 đó, nhìn bên tay trái thấy mấy cái anten không, thấy cái nhà thờ không đó. À, còn bao nhiêu phần trăm pin? Phải kệ đi, gần hết rồi. Mà nó còn pin để quay không? Nó màu đỏ rồi. Đó. Họ đang đi trên con đường Triệu Việt Vương. Ơi con lại mở ta ra tê đô nè. Đi đô. Ừ. Hôm nay con chở bác đi hết nguyên con đường Triệu Việt Vương luôn. Sally Villa Hotel. Đây số 36 nè. Ta kêu quẹo vô cái con hẻm 36 này nè ba. À. Con này là gì mà không? À, mình quẹo vô hẻm này để mình đi về con đường An Bình đó ba. Ui. Ui trời. Ui trời. Hôm nay các cô bác cùng với con đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chạy xe ở Đà Lạt xuống dốc dữ lắm nha ba, mệt lắm á. Mấy chị đi xe hơi rồi, đi xe hơi là xuống dốc còn tốt hơn đó. Ờ, đây có quán ốc Trịnh nè. Ui da, ui trời trời ơi. Con cầm đi máy đàng hoàng con. Bây giờ con đi xuống con đi bộ sao? Ồ, cái dốc nó ghê không? Mấy bác thấy dốc ghê không? Ba xuống đi bộ chứ con chạy đi vòng luôn á. Trời ơi, xuống dốc ghê quá. Rồi. Từ 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 từ. Cái dốc nữa kìa ba, cái dốc. Ôi trời. Cắt lát nữa chạy 100 lần. Trời, cái nhà mình nằm trên cái dốc luôn. Ui trời. Ui trời. Ba núi cao nữa. Nó vô cái vô một góc rồi. Đâu cắp treo đâu. Ôi cắp treo kìa. Trời ơi con đây nè, con mỏi tay luôn á bác. Đó người đi cắp treo mà. Con còn đa đích hơn ba. Mai nữa. Mai ba cho đi cắp treo. Xin thưa ba. Rồi. Xin thưa ba. Con nghỉ chút xíu. Cái dốc nó cao ghê hồn luôn á. Từ đó đến đây núi cao. Ba bị sao. Ui. Ui. À, ba vô một góc đi coi. Ồ.
Vậy ở đây con đường An Bình. Các bác có biết không? Ở đây có một cái giáo xứ An Bình nữa bác. Ôi. Rồi. Xích xuống thôi, mày còn xích xuống thôi. Cho em ngồi cái. Rồi. Rồi. Mày gửi em cầm máy lại cho bác ơi. Rồi con đang đi con đường này là con đường An Bình nha bác. Trời ơi lên dốc cao ghê không? Đây có nhà thuốc Thiện Tâm nè. Trời ơi lên dốc rồi giờ xuống dốc. Chạy xe ở Đà Lạt á, muốn rụng rời cái tay luôn á bác. Đây là giờ con đường này đi vô nhà thờ giáo xứ An Bình nè. Rồi đây có cái cây cầu nè bác. Cầu này là người ta gọi là cầu Hà Quy Tập. À, đây là cầu Hà Quy Tập. Ở mất tiêu rồi. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.